Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em xin chúc mừng những anh chị nào mà hôm bữa làm cái kèo của em chia sẻ đó, Meta Robot đó, thì hiện nay nó đã có giá trên Coinmarket Cap nha, Meta Robot nè anh chị. Đó. Và cái kèo này hôm bữa là chúng ta làm chúng ta sẽ nhận được 50.000. Còn nếu như anh chị có rep thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Đó là cái lý do tại sao em làm, em luôn kêu anh chị chúng ta bỏ công sức 50 phút để chúng ta lấy cái link, chúng ta lên các nhóm để chúng ta chia sẻ. Còn mọi người làm solo nó rất là ít nha. Ok, cái kèo này khá là ngon. Thì những anh chị làm rồi á thì chúng ta phải thực hiện cái lệnh rút. Nếu mà nó chưa về thì chúng ta vào chúng ta kiểm tra lại xem ha. Còn nếu như chúng ta, và mọi người lưu ý nha, cái này á là nó làm nó chuyển về trong vòng 7 ngày, nên anh chị cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta làm đúng thôi nha. Đây, nó đã list Coinmarket Cap rồi. Thì thời gian tới nó sẽ list một số sàn lớn, chẳng hạn như là có thể là Hotbit, Binance hay là KuCoin, vân vân ha mọi người ha. Thì anh chị nào đã làm rồi thì bây giờ chúng ta chỉ chờ ngày chúng ta swap hoặc bán thôi. Thì theo thông tin em biết được thì nó tới ngày tới tháng 7 đặng nó sẽ mở khóa cho chúng ta nha. Nói chung cũng còn mấy tháng nữa. Tại vì họ phải bán cái dòng IDO, dòng bán mấy dòng trước rồi, sau đó những cái người đó người ta giao dịch trước mới tới mình. Nếu như mà cái trường hợp mà cho mình giao dịch sớm quá thì nó sẽ phá cái giá của nó, thì nó nát luôn, là kiểu như vậy nha. Rồi anh chị nào chưa làm thì tranh thủ làm nha, nói chung nó cũng khá là đơn giản thôi, cũng làm rất là nhanh, để em chia sẻ nhanh cho mọi người nè. Thì anh chị vào cái phần mô tả của video á, nó có, em có cái link để dưới á, anh chị nhấp vào là anh chị làm thôi, rất là nhanh. Và cái kèo này em làm á là em không có thấy nó yêu cầu tiền rep nha, nên là anh chị solo là chơi kèo này được. Bây giờ mình sẽ nhấp vào chữ sao hoặc là chữ bắt đầu dùm em ha. Nếu như em làm rồi á, em làm rồi thì nó không cho làm nữa, nhưng mà em sẽ chia sẻ cho anh chị nè các bước nó cơ bản như thế này. Đầu tiên chị nhấp vào cái chữ sao hoặc là cái chữ bắt đầu á thì nó sẽ hiển thị cho mình cái tin nhắn như thế này. Ok, đây em sẽ dịch ha. Anh chị làm rồi thì nó khá là quen, nhưng mà anh chị mới làm thì nó tương đối là nó khó, chật vật lắm. Thì nó cho chúng ta rớp tới 10 tỷ robot thì chúng ta sẽ nhận được 50.000 robot, thì tương đương giá 100 đô. Nhưng mà hiện tại là nó giá của em nhận được là tới khoảng 600 đô nha mọi người. Nó rất là nhanh mà em nghĩ nó còn bay nữa. Mà khi nó list được một cái sàn là nó sẽ bay, list một cái sàn là nó sẽ bay. Ví dụ nó có thể là giật bỏ một con số 0, là anh chị thấy không, 600 mình có thể nhận lên được 1.000, hoặc là có thể mình nhận lên 2-3.000 đô là bình thường. Phân phối trong vòng 7 ngày, anh chị lưu ý cái này nha. Và nó chạy trên cái mạng là BNB Smart Chain, ký hiệu GBX, hợp đồng của nó có luôn. Còn cái vụ mà tham gia mấy cái nhiệm vụ này thì em sẽ làm sao, nó đơn giản thôi. Ở đây nè, em yêu cầu anh chị nè, chúng ta đè vào cái tin nhắn này, chúng ta nhấp vào cái dãy là contract nè, chúng ta sao chép. Anh chị có thể dùng cái widget với lệch hoặc là MetaMask đều được nha, cái này tùy theo anh chị thôi. Bây giờ em sẽ vào lại, rồi chúng ta vào, như em thì sử dụng cái widget với lệch đó. Ở đây nè, anh chị nhấp vào hai cái chấm tròn phía trên và bên phải nha. Chúng ta gõ cho em một cái dãy chữ nào đó. Chúng ta chờ nha. Thí dụ máy mà anh chị có bị lắc hay wifi bị yếu đó, thì chúng ta chờ khi mà nó nổi lên cái chữ tự thêm các đồng tiền mã hóa, mình nhấp vào cho em ở đây. Cái mạng lưới Ethereum này là không phải, chúng ta phải nhấp vào và chúng ta chuyển sang BNB Smart Chain, cái biểu tượng màu vàng, cái dòng thứ hai đây. Chúng ta dán cái địa chỉ vào thì nó đúng là nó sẽ nổi lên là cái tên Meta Robot, ký hiệu RBX và cái số thập phân là 18. Mình nhấp vào cái chữ làm xong phía trên bên phải. Đó, những cái con nào nó đã list Coinmarket Cap thì nó sẽ có cái giá phía trên phải, bên phải này 0,012046. Nó cộng 107,51% và cái giá hiện tại là 722,76 đô. Đó là đối với em thôi, còn anh chị tiền ghép nhiều nó sẽ được nhiều hơn nữa. Mình thoát thẳng cái giao diện của widget ra, mình quay trở lại. Ở đây anh chị sẽ làm cho em một số nhiệm vụ như sau hen. Cái số 1 là join out Telegram group, mình nhấp vào cho em. Ở đây nè, anh chị phải nhấp cho em cái chữ MetaBot, MetaRobot. Anh chị có thể đè vào cái tin nhắn của người ta, chúng ta sao chép nó. Mình gõ MetaRobot nha. Cho em thì chưa được, tại vì hôm bữa mấy cái nhóm của mấy cái thằng mà đánh bài Baccarat á, cờ bạc á, nó mời em vô rồi em nhắn em chửi nó, rồi nó báo cáo, giờ em không có, hết ngày hôm nay em mới bình luận được. Em mới nhắn được trên các nhóm khác. Còn anh chị thì anh chị cứ nhắn chữ Meta Robot cho em nha. Nó
Baccarat là đánh bài cờ bạc trên mạng anh chị, nó kêu mình vô lùa gà. Em ghét, em nhắn em chửi nó, biết nhiều nhóm mà nó khóa em à. Có anh sao em nói như vậy à? Không có giấu. Nha anh chị, mình nhấp vào Meta Robot cho em nha, sau đó chúng ta quay lại. Trước tiên là mình tham gia cái nhóm, rồi mình nhấp vào cái tin nhắn là Meta Robot cho em. Sau đó mình tiếp tục add Telegram channel nè. Ở đây cũng vậy luôn. Hàng thì hiện tại là họ leak comment cái cáp nên là họ bên cái bot á, họ đưa ra rất là nhiều cái thông tin nè, mọi người thấy không? Viết sàn nè. Ở đây nè, chúng ta vào cái comment. Anh chị tiếp tục gõ cho em cái chữ Metabot hồi nãy luôn. Anh chị cứ bình luận cho em đi, không có thừa đâu. Ha. Rồi, sau đó mình quay trở lại. Quay trở lại một cái nữa. Họ kêu mình là follow cái Twitter and tap bạn bè của bạn. Sau đó mình retweet lại cái bài game, bài viết đã game. Ok, nhấp vào cái chữ Twitter màu xanh cho em ha. Open hoặc là mở. Anh chị tranh thủ làm nha, đến khi nó hết hạn á, là nó có thể là chúng ta làm mà nó không cho đâu. Đầu tiên á, mình thả tim cho họ đi ha. Đem xem lại cái. Ok. Cái bài viết đã ghim lúc nào nó cũng sẽ nằm trên phía trên này hết. Mọi người ha, mọi người lưu ý cho em ha. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần tin nhắn này. Chúng ta nhấp vào cho em cái chữ Good Project. Rồi, tap tên bạn bè vô. Cứ tap thoải mái đi mọi người. Có ông Biden tổng thống Mỹ nè, táp bóng vô luôn mọi người. Em đùa thôi chứ không có dám táp mấy ông đó đâu. Mình táp vẫn được mọi người, không gì hết trơn á, trên Twitter nó táp loạn xạ hết trơn à. Em mà có làm sao thì em nói vậy à. À, em táp thêm một người nữa. Elon Musk là top 1 nè, Maisalo này là chuyên săn Bitcoin, mua bán Bitcoin là có tiếng lắm á mọi người. Nói chung em tham gia những cái người mà bên cái giới điện tử này thì nhiều lắm. Rồi ok, bây giờ 5 người đúng không? Chúng ta copy giùm em nha, chọn tất cả sao rồi sao chép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào trả lời. Mọi người thấy chính giữa có cái mũi tên xoay chiều á, em đã làm rồi thì nó sẽ hiển thị cái tích màu xanh, còn anh chị chưa thì nó sẽ không có nha, chúng ta nhấp vào. Cái dòng đầu tiên là chúng ta tích lại. Rồi sau đó chúng ta nhấp cái dòng thứ hai, nhấp lần cái thứ hai nữa, mình nhấp vào cái chích dẫn tích này. Chúng ta thêm cái phần hồi nãy chúng ta vừa copy á, chúng ta tích lại ha. Sau đó thoát thẳng ra, quay trở về cái giao diện Telegram. Trong lúc làm mà cái máy anh chị nó bị nặng quá thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta cứ vào cái đường link video của em á, vào cái đường link và chúng ta làm lại từ đầu không sao. Và em chia sẻ kinh nghiệm luôn, trước khi chúng ta làm cái này chúng ta nên xóa những cái số rác trước đi, hoặc là cái máy chúng ta khởi động chúng ta tắt nguồn gì đó cho nó ngon lành ha mọi người ha, làm cho nó chắc. Đâu rồi ta? Ok, mình làm xong mình sẽ quay trở lại đây. Cái số 3 là subscribe do YouTube channel, open cho em hoặc là mở. Rồi mình đã tham gia rồi, đã đăng ký rồi thì nó sẽ hiển thị như thế này ha. Chúng ta quay trở lại giùm em đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào cái chữ nét. Mình làm xong mình sẽ nhấp vào chữ nét. Thì họ nói là vui lòng nhập cái mã captcha vào. Thì anh chị nhập đúng cái mã captcha của anh chị nha. Trong một trường hợp chúng ta nhập sai thì họ sẽ gửi lại một cái mã captcha nữa, nhưng mà tránh tình trạng nhập sai nhiều lần, rút kinh nghiệm giùm em ha. Rồi có một cái tin nhắn nè, để em xem. Ngày kết thúc ngày 20 tháng 3, bữa nay ngày 10 rồi, còn 10 ngày nữa ha anh chị ha. Phần thưởng 50.000 robot, giới thiệu 10.000 phân phối trong vòng 7 ngày. Ok. Rồi anh chị nhấp vào cái chữ nét thì nó sẽ hiển thị đây, là đây là những cái dòng mà em nói nó vừa bán, là dòng 1, dòng 2, dòng 3 nè. Sau khi những người này á, mua bán xong còn người ta có thể bán trước, còn đối với chúng ta thì chúng ta sẽ bán sau, và có thể là chúng ta chỉ mở được 10 đến 20% mỗi tháng thôi, tránh tình trạng phá giá cái tốc cành của người ta. Cái nét xếp này chúng ta nhấp vào nha, chúng ta nhấp vào cái chữ nét xếp này thì họ nói là bạn cần kết nối cái group và tham gia cái group thì ok. Telegram group nè, anh chị kiểm tra lại một lần nữa cho em ha. Rồi sau đó mình nhấp vào cái chữ Telegram channel nè. Xong mình quay lại, mình nhấp vào chữ nét tiếp em. Họ kêu là bạn cần follow cái channel của Victor á. Rồi cái này hồi nãy mình làm rồi, nhưng mà em nhấp lại để chi?
để em cố tình để cho anh chị nhấp theo. Trong tình trạng cái máy chúng ta bị lắc hoặc wifi bị yếu hoặc là chúng ta làm nhanh quá thì nó sẽ không có tham gia. Đó. Em bị rất nhiều lần nên là những cái này em mới rút kinh nghiệm và em nhắc lại cho mọi người ha. Lúc trước làm nó không có về. Mình làm mình cứ thao tác nhanh quá mọi người, mình cứ tưởng máy mình nó wifi nó ngon á mà thực chất ra không phải. Ok, bây giờ tiếp theo nào. Nhập cái tên Victor, cái nick của cái tên Victor mình á, thì của em nó kêu mình lấy bằng cái dạng chữ A cộng username á, là bắt đầu bằng chữ A cộng, thì của em là Hùng Tĩnh 1993. Còn đối với anh chị á, cái này thì hầu như trong cái anh group nào nào á em cũng chia sẻ hết á. Vào cái Victor giùm em nào, chúng ta nhấp vào cái hình phía trên và bên phải cái hình đại diện của mình á, đây nè. Ở đây có hai cách, một á, là anh chị nhấp vào cái chữ hình cái chữ hồ sơ, hai là cái hình đại diện ha. Cái mọi người thấy A cộng Hùng Tĩnh 1993 không? Cái này là cái tên nickname của em bắt đầu bằng chữ A cộng. Còn nếu như cái Android mà nó yêu cầu nhấp gửi cho họ cái link link của Victor mình á bằng cái dạng web HTTPS á, thì chúng ta nhấp vào cái dấu ba gạch phía trên và bên phải này. Mình nhấp vào chữ chia sẻ. Chúng ta chọn cái chữ tin nhắn đi. Ở đây nó sẽ xuất hiện ha, mọi người thấy không ạ? Một cái là bằng A cộng Hùng Tĩnh 1993, một cái bằng HTTPS, thì yêu cầu họ lấy cái nào mà chúng ta chọn và chúng ta cắt, chúng ta dán thôi. Đó mọi người nha ha. Còn anh chị làm nhiều quá thì anh chị sẽ nhớ cái tên nickname Victor của mình. Và có những anh chị em lưu ý, cái Victor này nè không phải chúng ta vừa tạo xong là chúng ta sử dụng được, mà mọi người phải vào cái phần cài đặt của cái hồ sơ nữa. Đây đem vào cho mọi người xem này. Mọi người vào cái phần hồ sơ này, rồi mọi người chỉnh sửa hồ sơ, chúng ta cài đặt số điện thoại, Gmail này kia các kiểu xong rồi chúng ta mới sử dụng nha. Chứ còn anh chị mới tạo á, anh chị làm Android nó không cho, tại vì nó sợ cái tài khoản này như là nó chưa có uy tín đó mọi người, có kiểu như vậy ha. Rồi xong mình gửi xong rồi đúng không ạ, thì họ kêu mình là bạn cần subscribe cái YouTube của họ, mình lại kiểm tra một lần nữa giúp em đi. Rồi mình nhấp vào chữ nét, họ kêu mình cái gì, họ kêu gửi địa chỉ ví thôi, nhưng mà em vẫn chia sẻ từng cái cho anh chị luôn. Cái người mới làm nó rất là khó, tại vì em cũng từng như vậy nên em sẽ chia sẻ tất cả những gì em biết. Sắp xong rồi, xóa địa chỉ tường B20 của bạn trên board máy bay của bạn, chỉ sử dụng MetaMask và tin tưởng với lại. Ở đây anh chị có thể dùng MetaMask hoặc là cái ví chết với lại cho em ha. Cái ví chết với lại là cái ví ra đời trước ví MetaMask và nó thông dụng nhất ha. Nhưng mà bây giờ thì hai thằng này, hai cái ví này cũng như là 90 với nhau. MetaMask là nó dạng web 3.0, còn ví chết với lạch này thì nó không có được. Nhưng mà cái ví này em sử dụng nó quen rồi. Bây giờ chúng ta nhấp vào chữ nhận giùm em ha. Sao chép nha. Mình quay trở lại Telegram. Dán cái địa chỉ ví vào thì nó gửi cho mình cái tin nhắn là congrats, là chúc mừng đó, là bạn đã nhận được 50.000 robot. Còn nếu mình mời thêm bạn thì nhận được 10.000, cái đó hồi nãy em vừa nói. Thì ở đây nè, anh chị sẽ nhấp vào cho em cái chữ withdraw, thì họ báo đây nè sẽ trả trong vòng 7 ngày, nhưng mà hôm bữa em làm em rút về trong vòng 2-3 tiếng rồi mọi người đó. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ ba lăng nè, referral nè, status là thông tin của dự án nè, thông tin top cành nè, và anh chị bỏ công sức ra cho em 5 phút yêu cầu mọi người luôn để chúng ta đi giới thiệu ha. 1964. Rồi em chia sẻ luôn nè những cái mẹo mà anh chị phải xem hết video của em rồi hãy làm, có những cái thủ thuật, có những cái mẹo em chia sẻ trong từng cái video á, anh chị không có xem là nó thiệt cho anh chị thôi. Bây giờ nhấp vào đây cho em nè, copy copy cái video trước em có chia sẻ mọi người một lần rồi đúng không ạ, nhưng mà video này em chia sẻ tiếp. Chúng ta làm cái này là dễ lắm, dễ 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 kiếm được lắm. Bây giờ chụp cái màn hình nó lại luôn, thấy có cái giá gì là nó phái à, là chúng ta câu, không phải câu nữa mà chúng ta mời được nhiều người, tại vì ai mà không muốn kiếm tiền đúng không ạ. Anh drop nè, mọi người nhìn em nè, chưa chưa ở đây, dán cái link vô, dán thẳng cái link vô luôn, không cần dán ghi gì hết á. Xong xuống đây nè mọi người, lấy cái hình hồi nãy mà anh chị vừa chụp á, mọi người để ở đây cho em một cái à, bảo đảm mọi người luôn. Một nhóm, tiếp tục với nhóm thứ hai,
Thì đối với anh chị thì làm sao mà chúng ta có được cái hình như em khi chúng ta chưa làm? Thì anh chị lên trên đây nè, lên mấy cái nhóm này nè, anh chị tải cái hình ảnh nó về cho em. Không có gì khó hết trơn á. Quan trọng là mình chưa làm hay không thôi. Cũng biết bao nhiêu người người ta làm người ta kiếm tiền được mà tại sao mình làm kiếm không được. Đó là do mình anh chị. Còn anh chị làm solo á cũng vẫn có chứ không phải là không, nhưng mà anh chị làm solo anh chị không có rep á, nó không có được nhiều. Với số anh chị nói nữa em lên đây em câu em kiếm rep này kia thì em chia sẻ anh chị thì em chia sẻ cơ hội thì anh chị làm á thì bằng rep đường link của em thì cảm ơn, còn anh chị không làm thì có thể kiếm người khác đó, nhưng mà những người khác chưa chắc cái kèo nó uy tín bằng em đó ha. Rồi thì anh chị làm xong anh chị sẽ chia sẻ cho mọi người thôi, tại vì cái này là nó hướng tới cộng đồng nên là nó bắt buộc chúng ta phải có rep nhiều. Có những kèo là nó cần rep, có những kèo nó không cần rep, mà ít cái kèo nào mà không cần rep lắm, trừ khi chúng ta đào app thôi. Nó như vậy ha mọi người, anh chị cứ chia sẻ hai ba nhóm như vậy là giùm em mà được cái thủ thuật của nó như thế thôi. Rồi anh chị làm có gì không 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 rõ cứ bình luận phía dưới cái phần tin nhắn nha, em luôn cập nhật trả lời hầu như là 24 trên 24 luôn à, luôn trả lời cho mấy anh chị luôn nè ha, tắt thằng tặc luôn. Rồi anh chị mình cố gắng làm nha, cái kèo này ngon, nó đã chuẩn bị bay nha mọi người. Khoảng tháng 7 này là chúng ta bán được rồi. Gắn kiếm thật là nhiều rep đi để chúng ta có được cái số lượng nhiều thì chúng ta bán mới có tiền nhiều ha. Rồi em xin phép dừng video tại đây. Nhớ like, share một cái đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người để kiếm được những cái kèo mới hơn nữa ha.